Câu hỏi của em rất là gọn nè. Đầu tiên á là những người quen thuộc ha. Quý vị thấy phim này thì ngoài Tuấn Trần với lại Nguyễn Ân quen thì Khả Như quen, và gọi là Khánh, đây là cũng những người mới. Như là Ngọc Nguyễn, quý vị có biết Ngọc Nguyễn hiện tượng livestream không ạ? À? Dạ đây, đây Ngọc Nga, đây mới đây, chị Kiều Linh mới, Lô Lô cũng mới đây. Đây, đây anh Phạm đây cũng mới đây. Dạ vâng. Dạ có cô Thanh Hằng nữa. Rồi đã ở đây, đây mới nhất đây, có bao giờ làm với người này đâu. Thì có nghĩa là cái à, chị quên nữa, có một cái người đang kẹt ở Mỹ. Chị Hồng Đào nữa. Chị Hồng Đào. Cho nên là nếu mà nói những gương mặt quen thì tội Thành, cũng Thành cố gắng là phải trộn lẫn chứ. Nhưng vấn đề là Thành có một cái lối làm việc là ai hợp vai thì mình mời, và ai mình cảm thấy họ là diễn viên diễn giỏi và họ có thực lực thì họ nên được trải nghiệm nhiều loại vai. Và chắc chắn chúng ta sẽ không cho họ đóng lại cái vai mà họ đã đóng. Chắc chắn là cái vai quý vị thấy Khả Như sẽ hoàn toàn khác nhà bà nữ. Quốc Khánh sẽ không còn giống như trong Công Nguyên bên hẻm cụt. Lộ Lộ sẽ không còn là một con mẹ chủ nhà phòng trọ. Chắc chắn quý vị điều đó. Nguyễn Ân sẽ không còn là cô gái của nhà bà nữ năm xưa. Tôi không bao giờ tôi lặp lại hình ảnh của diễn viên của tôi trong phim tôi mà quý vị nhận ra đó là cái người cũ. Không, ngay cả đừng nói tới, giống như em hỏi là anh có diễn cái vai này cô khác so với bố già không. Nếu anh không cho diễn viên của anh diễn giống thì làm sao anh diễn giống được. Nói chung là Trấn Thành luôn luôn, mình là người theo chủ nghĩa của sự đổi mới, mình luôn luôn muốn phát triển, tìm được cái mới hơn. Cho nên mình sẽ không bao giờ để cho diễn viên họ lặp lại cái họ đã làm. Tại vì nếu mình mời lại người cũ mà cho họ diễn lại cái loại vai cũ thì khán giả xem sẽ rất chán. Ngay cả Má Giàu và Thầy Việt Anh, quý vị cũng sẽ thấy những loại vai hoàn toàn khác nhau. Lần này quý vị sẽ thấy một Má Giàu hoàn toàn khác, một chị Hồng Đào chưa bao giờ xuất hiện từ trước đến giờ những cái loại vai như vậy. Và dạ, đây Phương Anh Đào sẽ là một bảo chứng mới của Trấn Thành. À, đây Phương Anh Đào sẽ làm cho quý vị surprise về diễn xuất của một nữ chính. Ok. Và sự tranh cãi. Tranh cãi thì thưa quý vị, em nghĩ là ở đâu cũng sẽ có tranh cãi, và ai cũng sẽ có tranh cãi, là ít hay nhiều thôi. Và cái tranh cãi đó là được hiện lên hay là ẩn đi thôi. Nên không ai sinh ra làm có thể hài lòng được hết tất cả mọi người. Thành nghĩ là ngoài những cái tranh cãi dành cho Thành thì Thành cũng có, Thành tin chắc chắn để có được một Trấn Thành ngồi ở đây gần 20 năm làm nghề, với những bộ phim mà Thành đã làm ra, với những số lượng vé được bán đi, Thành tin chắc chắn rằng là có một lượng khán giả luôn luôn ở đó và dành tình yêu thương cho Trấn Thành như mẹ của bạn phóng viên vừa rồi. Thành tin cái điều đó, cho nên là Thành nghĩ rằng là mình cũng không thể nào làm vừa lòng hết tất cả mọi người. Điều duy nhất mà Trấn Thành có thể làm đó là thay đổi hàng ngày và cố gắng nhiều hơn nữa để có thể làm tốt hơn nữa. Thì mọi người nhìn vào những cái tốt của mình làm, người ta sẽ thay đổi cách nhìn về mình. Đó là cách duy nhất mà Thành có thể làm thôi. Thành nghĩ là vậy. Cảm ơn Thành. Không phải là chữa bậy đâu cô. Tại vì mình chỉ là tái hiện lại một số nhân vật trong cuộc sống thôi. Ví dụ như nhà bà nữ là mình tái hiện lại cái tệ nạn là gọi là bạo lực tâm lý gia đình. Và một số những cái người mà họ vì buông gánh bán bưng quá nhiều trong cuộc sống, họ quên đi cái sự chia sẻ với con cái. Cho nên mình phải tái hiện lại cái cuộc sống của họ, cho nên mình phải mang cái gì đó thật vào phim. Đã đi xem phim là phải xem cái thật, chứ xem phim mà xem toàn những cái giả dối thì đâu còn gọi là phim nữa, phải không ạ? Còn Mai lại là khác, Mai là một câu chuyện của một người phụ nữ khác, nó hoàn toàn không liên quan đến câu chuyện kia. Cho nên là quý vị yên tâm là Mai sẽ là một cái tone màu khác, không có ồn ào như nhà bà nữ, là một cái mùi hoàn toàn khác. Nó thậm chí rất là thơ và ạt, dạ vâng, lãng mạn, đôi trai gái đẹp như thế này yêu nhau mà làm sao mà, vâng ạ, à? Rất là sao chửi nhau được đúng không ạ? Cho nên là yên tâm nói với mẹ rằng là hãy đến với anh nha, để anh làm cho mẹ vui lần hai, ok? Lần ba, ok. Anh tin là mẹ sẽ hạnh phúc với điều này. Và chỗ gì nữa, câu hỏi số 1 là gì? Dạ, hơn, đầu tư hơn xíu là hơn nhiêu? Thật sự ra mà nói cái này thì rất là xấu hổ, bởi vì đôi khi là do cái nết tôi là tôi muốn làm nhiều. Chứ đáng lẽ cái bộ phim này là không nên đầu tư được tới cái mức tiền đó. Tại vì nếu như với một cái kinh phí rẻ hơn người ta vẫn có thể làm được. Nhưng mà do tại cái nết tôi làm nó phải nhiều, là nó tốn nhiều ngày quay. Cái tiền mà nó doi ra đó là cái tiền tốn nhiều ngày quay hơn. Cái tiền phải dựng nhiều cái cảnh giả hơn.
cái tiền phải mướn nhiều cái máy quay xịn hơn, và cái tiền phải trả thêm cho diễn viên, anh em mỗi một ngày quay là tính thêm tiền. Cho nên là giống như quý vị thấy không, đáng lẽ cái chung cư nếu như đợt phim khác thì sẽ tận dụng luôn cái nội thất của chung cư đó ta vô ta quay. Tôi không chịu, tôi thích cái góc máy đẹp, tôi thích phải quay được sao cho nó đặc biệt, tôi phải bỏ tiền ra tôi dựng lại nguyên cái chung cư khác. Đó là do cái nết khùng của tôi. Cho nên là 47 ngày đó. Đó, quý vị thấy không, quý quay gần 2 tháng trời. Cho nên là nó do là do ra cái tiền đó đó. Cho nên là nó cũng gần 50 rồi. Cho nên là một bộ phim tình cảm mà với giá đó thì hơi không hợp lý cho lắm. Nhưng mà thôi, coi như là vì lâu lâu mình muốn làm cái gì đó để mình đền đáp lại cái tình cảm khán giả nó dành cho Thành, bố già và nhà bà nữ. Cho nên Thành ráng làm tốt nhất có thể để quý vị xem những cái thước phim đẹp nhất Thành muốn như vậy trước. Để cho nên tới đâu hay tới đó đi. Coi như tại vì cái nư làm phim nó kỳ quá. Nhưng mà hy vọng là cái nư này thì sẽ mang lại cái chất lượng đúng như quý vị kỳ vọng. Dạ, chỉ dám nói như vậy thôi. Dạ. Dạ. Cậu ý như là có khó khăn gì hơn so với lại hai cái phim trước đây không anh? Khi mà mình thực hiện. Mình thấy là khó chứ, khó lắm. Tại vì cái phim này nó nhiều phân đoạn tâm lý phức tạp lắm và nó đặc biệt lắm, nó lạ lắm quý vị ơi, nó không giống những gì quý vị đã xem trước đó đâu. Cho nên quý vị cứ đến xem rồi quý vị biết, tại vì nó phức tạp lắm và Thành phải làm việc rất là nhiều, đặc biệt là với hai diễn viên chính. Tại vì đây là lâu lắm rồi Thành chưa làm lại phim tình cảm, phim về yêu đương. Cho nên tôi rất là thích làm ra một cặp nam nữ chính mà quý vị xem quý vị tin là họ yêu nhau. Cái thứ hai là mình sẽ làm việc rất nhiều với âm nhạc. Mình sẽ kiếm những giám đốc âm nhạc cả trong nước có, nước ngoài có để mình làm nhạc cho phim. Rồi mình cũng với lời kể của đạo diễn Điêu Mi Diệp Thế Vinh đó, là Thành đã sử dụng toàn bộ những cái máy xịn nhất của Việt Nam hiện có để quay cho cái phim Mai này, dù chỉ là một phim tình cảm chứ chưa tính tới phim action. Nhưng mà đã dùng tất cả những cái máy quay xịn nhất như 3D, rồi Fireclam, rồi tay cẩu, rồi Steady, nói chung cái gì mà robot nữa. Trời ơi, tôi phải mướn cái con bot mà một ngày mấy ngàn đô để chị chỉ quay cho những cái phân cảnh đó, mà quay rất là nhiều ngày, cho nên là tiền nó đội rất là nhiều. Cho nên Thành hy vọng là lần này là với cái sự nghiêm túc này thì quý vị sẽ cảm nhận được. Xin cảm ơn Thành. Thì có, nó được thay ngén từ trước nhà bà nữ là đã mời từ lúc đó rồi. Sau đó là Đất Rừng Phương Nam mới mời Tuấn Trần đó. Chứ không phải là Tuấn Trần vừa xong là đúng không? Có nghĩa là đáng lẽ xong Bố Già là sẽ làm tới phim này. À, là tại vì Tuấn Trần làm việc tốt, Tuấn Trần nghiêm túc và Tuấn Trần đẹp trai và có múi. Cho nên hợp vai nên tôi phải mời thôi. Và vô tình cái phim này nó lâu quá cho nên Đất Rừng Phương Nam ra trước thì quý vị lại tưởng à chúng ta lại hợp tác với Tuấn Trần không? Đất Rừng Phương Nam là anh Dũng chọn Tuấn Trần. Nhưng mà chọn xấu tôi, để tham cái phim Mai này là dự án trước thì tôi mời trước. Cho nên mà nó ra sau cho nên quý vị tưởng là à chúng ta lại làm việc Tuấn Trần, nhưng không phải. Tại vì sau Bố Già thì mình quý Tuấn Trần và mình mời Tuấn Trần ngay phim Mai này. Rồi sau đó vô tình vì nó lâu quá cho nên Đất Rừng Phương Nam ra trước thì anh Dũng vô tình lại chọn Tuấn, thì quý vị tưởng là Trấn Thành lại làm việc với Tuấn, không phải. Đó là cái lựa chọn của anh Nguyễn Quang Dũng. Tuấn Trần là lựa chọn của anh Nguyễn Quang Dũng cho Đất Rừng Phương Nam, không liên quan gì đến Trấn Thành hết. Và phim này là vô tình Tuấn Trần trở lại với Thành thôi. Rồi, cảm ơn Thành ạ.